Bài số 3, những hàng đẳng thức đáng nhớ. Thì cái phần này á, cái vai trò của nó quan trọng như là lúc mà mình học bài toán nhân á. Muốn làm tốt thì mình phải thuộc được cái bảng cửu chương. Như vậy thì sau này mình có những cái bài toán mà biến đổi liên quan tới đa thức thì để làm cho tốt bắt buộc mình phải thuộc được những cái công thức này. Cho nên cái tựa bài người ta nói là những hàng đẳng thức đáng nhớ, cho nên mình phải thuộc ha, phải thuộc những cái hàng đẳng thức này. Tổng cộng mình sẽ có 7 hàng đẳng thức. Được chưa? Mình sẽ học ở 3 bài liên tục là bài 3 nè, bài 4 và bài 5. Tổng cộng mình sẽ có 7 công thức. Như vậy ngày hôm nay mình sẽ học 3 công thức đầu tiên. Công thức thứ nhất nha. Bình phương của một tổng. Bây giờ thầy sẽ phát biểu quy tắc đối với một tổng gồm hai con số. Thì tương tự như vậy, đối với một tổng gồm hai biểu thức thì mình cũng sẽ làm tương tự. Ở đây người ta phát biểu quy tắc như sau. Bình phương của một tổng gồm hai số bằng tổng bình phương của mỗi số. Bằng tổng bình phương của mỗi số với hai lần tích của hai số đó. Với hai lần tích của hai số đó. Như vậy cụ thể nha. Cụ thể ở đây mình sẽ có số A. Nhìn nha. Đây mình có số A là số thứ nhất nè. Số B là số thứ hai. Được chưa? Mình lấy số thứ nhất cộng cho số thứ hai tất cả bình phương lên. Thì người ta cho mình công thức là lấy tổng bình phương của mỗi số, tức là mình lấy số thứ nhất mình bình phương lên. Mình lấy số thứ hai mình bình phương lên, tức là tổng bình phương của mỗi số. Cộng thêm hai lần tích của hai số đó. Tức là mình lấy hai số A và B nhân lại. Thêm số 2 phía trước là hai lần tích của hai số đó. Như vậy thì mình mới đặt ra vấn đề là ở đâu mà người ta lại có cái công thức này cho mình? Ha, ở đâu mình có cái công thức này? Thầy sẽ đi chứng minh cho mình xem. Cái việc chứng minh này thì mình đã làm rồi. Muốn chứng minh một cái biểu thức á, một cái đẳng thức á, mình sẽ xuất phát từ một vế. Bây giờ cụ thể ở đây thầy sẽ xuất phát từ vế trái nè. Vế trái của thầy nó đang có dạng là A cộng B tất cả bình phương. Được chưa? Mà A cộng B tất cả bình phương á, có phải là A cộng B nhân cho A cộng B không? Nó giống như là mình có x bình phương á, thì bằng x nhân x vậy đó. Như vậy thì A cộng B tất cả bình thì chính là cái tích của A cộng B nhân với A cộng B thôi. Được chưa? Như vậy bây giờ mình sẽ nhân đa thức này vô. Thì mình sẽ rút gọn được. Lấy A nhân qua ha. Nhắc lại bài toán nhân đa thức. Mình lấy A mình nhân qua. Mình sẽ có gì đây? A bình phương cộng cho AB. Tiếp tục mình lấy B mình nhân qua. B nhân A là AB. B nhân B là B bình phương. Như vậy thì mình cũng sẽ đi rút gọn. Là A bình nè. Ở phía sau là B bình nè. Ở chính giữa một lần AB cộng thêm một lần AB nữa thì chính là hai lần AB. Được chưa? Như vậy đây chính là vế gì đây? Vế phải của cái phần mình cần chứng minh. Như vậy mình thấy rằng cái kết quả này nó cũng không phải mà khó khăn gì, mình thu được từ phép toán nhân đa thức bình thường thôi. Như vậy thay vì mình gặp cái bài toán A cộng B tất cả bình, mình phải làm 1, 2, 3 bước thì mình mới ra được kết quả. Người ta yêu cầu mình là hãy thuộc cái công thức này luôn. Nhìn vào cái biểu thức có dạng A cộng B tất cả bình thì mình được quyền viết thành A bình cộng 2AB cộng B bình luôn. Được chưa? Như vậy thì khi mình thuộc được cái công thức này rồi thì mình sẽ làm được những bài toán ví dụ như cái phần ví dụ của thầy. Giờ nhìn cho thầy câu ví dụ nha. Tí xíu thầy sẽ cho mình ghi bài lại sau. Bây giờ nhìn cho thầy cái ví dụ. Trong cái ví dụ này người ta kêu mình là hãy khai triển x cộng 2 tất cả bình. Như vậy thì mình phải ngầm hiểu là x của mình á đang đóng vai trò của chữ A ha. Số 2 này nè đang đóng của vai trò của chữ B thì mình có là A cộng B tất cả bình. Được chưa? Như vậy thì mình phải thuộc ở trong đầu rồi bắt đầu mình viết ra. Mình thuộc cái công thức là gì? Thì viết lại công thức ở đây nha. A cộng B tất cả bình A bình nè cộng 2AB cộng B bình. Khi mình thuộc cái công thức này rồi, mình nhìn vô cái bài toán này, bắt đầu mình viết nè. A cộng B tất cả bình bằng. Mình đọc trong đầu là A bình. Nhưng mà A của mình ở đây là x thì mình viết x bình. Được chưa? Cộng cho hai lần A nhân B tức là x nhân thêm cho 2. Được chưa? Cộng cho B bình là hai bình phương. Bước tiếp theo mình sẽ đi rút gọn. X bình nè. 2 nhân x nhân 2 là 4x nè.
Cuối cùng 2 bình phương là 4 nè. Được chưa? Thậm chí sau này khi mà mình làm quen thuộc rồi thì mình sẽ làm thẳng từ cái chỗ cái đề bài ra luôn kết quả là x bình cộng 4x cộng 4 mà không cần ghi cái bước trung gian màu xanh này thì người ta vẫn đồng ý. Được chưa? Nhưng mà những cái bài đầu tiên thầy sẽ làm chậm và thầy ghi bước trung gian cho mấy bạn có thể quan sát và theo kịp. Thầy tiếp tục nội dung số 2 nha. Bình phương của một hiệu. Như vậy thì cái quy tắc bình phương của một hiệu á nó gần giống với cái quy tắc bình phương của một tổng mà mình vừa nói ở cái phần đầu tiên. Chỉ khác ở chỗ là thay vì ở trên kia mình xét cái tổng A cộng B thì bây giờ mình lại đi xét cái hiệu. Mình đi xét cái hiệu là A trừ B tất cả bình phương. Như vậy cái công thức nó giống y chang với lại công thức số 1 là mình cũng có A bình, mình cũng có B bình, mình cũng có hai lần AB. Nhưng mà mình phải nhận biết là nếu người ta cho cái hiệu A trừ B thì cái chỗ mà hai lần tích á, mình sẽ thêm dấu trừ vô chứ không phải là dấu cộng nữa. Như vậy người ta phát biểu là bình phương của một hiệu gồm hai số bằng hiệu của tổng bình phương hai số với hai lần tích số đó. Như vậy thì cái quy tắc mình có thể không cần phát biểu nó quá thuộc đi. Bây giờ mình chỉ cần nhớ công thức thôi. Phân biệt cho thầy công thức thứ nhất với công thức thứ hai. Đó. Hai công thức này nó khác nhau ở chỗ nếu người ta cho chỗ này là dấu trừ thì chỗ cái lượng A bình thì tới trừ 2AB chứ không phải là cộng 2AB nữa. Bạn lưu ý ha, cái dấu đầu tiên là dấu cộng thì tất cả là dấu cộng hết. Còn nếu người ta cho hiệu thì cái chỗ hai lần AB là dấu trừ. Mình nhớ cho thầy chỗ đó là xong. Giờ mình cũng sẽ đi chứng minh. Thật sự mà nói thì cái phần chứng minh này nó giống y chang như trên thôi. Nè. Giờ cái vế trái của thầy nè là A trừ B tất cả bình phương thì nó cũng là A trừ B nhân cho A trừ B. Được chưa? Tới đây mình sẽ nhân phân phối vô. A nhân A nè. A nhân trừ B là trừ AB. Lấy trừ B nhân qua. Trừ B nhân A là trừ AB. Trừ B nhân trừ B là cộng B bình. Tới đây mình cũng đi rút gọn nè. A bình với B bình là hiển nhiên mình còn lại nè. Sau đó mình đi rút gọn nè. Trừ AB nè. Rồi trừ thêm một lần AB nữa thì mình sẽ có là trừ hai lần AB. Đó, như vậy thì đây chính là vế phải. Mình chứng minh xong cái công thức này. Được chưa? Vận dụng cái công thức này, mình sẽ làm được cái bài toán khai triển giống như cái ví dụ đầu tiên ban nãy. Mà khác ở đây là người ta sẽ không cho dấu cộng nữa mà người ta sẽ cho mình dấu trừ. Cụ thể đây là x trừ 3 tất cả bình phương bằng cái gì. Như vậy thì khi mình làm bài mình sẽ xác định x của mình đóng vai trò của chữ A. Số 3 này đóng vai trò của chữ B. Như vậy thì ở đây mình đang có là x trừ 3 tất cả bình. Mình nhẩm cái công thức số 2 bằng A bình phương. A đóng vai trò của chữ x thì mình viết chữ x, x bình phương. Trừ cho hai lần AB tức là x nè nhân cho 3 cộng cho B bình tức là 3 bình. Sau đó mình đi rút gọn x bình trừ 6x cộng 9. Như vậy thì tóm tắt lại dạng số 1 và dạng số 2 công thức là gần giống nhau và cái việc áp dụng gầu là hầu như nhau, chỉ khác ở chỗ là người ta muốn cho dấu cộng hay dấu trừ thôi. Được chưa? Bạn cố gắng hai công thức thì nó dễ nhất. Cho nên mình cố gắng mình thuộc ngay từ thời điểm này, một lát mình làm bài tập vận dụng cho nó dễ. Số 3 mình có cái tên là hiệu của hai bình phương. Như vậy thì cái công thức cụ thể mình quan tâm á, ở đây mình sẽ có là hai cái bình phương đem trừ cho nhau. Cụ thể thì sẽ có là A bình phương trừ cho B bình phương. Đây. Cụ thể mình có A bình phương trừ B bình phương. Thì mình có thể nhớ đơn giản như vậy. Mình có hai cái bình phương trừ cho nhau. Thì mình nhớ nó sẽ bằng là tổng với hiệu nhân lại cho nhau. Tức là ở đây mình sẽ có là A bình trừ B bình sẽ bằng hiệu là A trừ B nhân với tổng là gì? A cộng B. Lưu ý ha. A trừ B nhân A cộng B thì bằng hiệu nhân với tổng. Và lưu ý là khi mình viết cái hiệu á thì mình nhớ là vì cái phép toán trừ nó không có tính gia quán. Cho nên á là A bình trừ B bình thì phải đúng là A trừ B nhân cho A cộng B. Như vậy thì mình có thể gặp một cái bài tập trắc nghiệm. Người ta hỏi mình là cái câu nào sau đây là đúng hay là sai. Ví dụ người ta viết như vậy nha. A bình trừ B bình nè
ta viết cho mình nó thành là a trừ b nè nhân cho a cộng b nè, đúng công thức nè ha. Rồi người ta có thể viết vậy: a trừ b nhân cho b cộng a. Rồi ta viết như vậy là b trừ a nhân cho a cộng b. Đó. Ví dụ người ta viết cho mình ba cái dòng này, mặc dù mình có cái công thức gốc là a bình trừ b bình bằng a trừ b nhân a cộng b. Người ta cho mình cái bài tập đúng sai, hỏi mình chứ ba cái dòng này câu nào đúng, câu nào sai. Thì nếu như mà mình thuộc lòng lòng cái công thức á, ha, nếu như mình thuộc lòng lòng cái công thức thì mình nhìn vô mình xác định cái câu này sẽ là cái câu đúng nè. Tại vì cái câu này là cái câu mà giống y chang như công thức người ta cho. Được chưa? Như vậy thì bây giờ tới cái ý thứ hai đi. Tới cái ý thứ hai mình quan sát thử nha. A bình trừ B bình bằng A trừ B là nó giống công thức rồi. Nhưng mà cái chỗ mà B cộng A này nè. Ha. Cái chỗ B cộng A này khi mình đem so sánh với cái A cộng B. Này, khi mình đi so sánh với cái công thức gốc thì mình thấy A cộng B với B cộng A thì giống nhau thôi. Tại vì phép toán cộng có tính gia quán. Cho nên là cái ý thứ hai này, ý thứ hai này vẫn là câu đúng. Lưu ý ha, cái tổng á, tức là cái bài toán cộng á, thì mình muốn viết là A cộng B hay B cộng A gì đều được. Nhưng mà tới cái ý thứ ba mình quan sát thấy là người ta vẫn cho A cộng B là giống rồi. Nhưng mà chỗ này người ta cho là B trừ A. Thì hồi nãy thầy mới lưu ý với mình đó, phép toán trừ không có tính gia quán. Cho nên mình không được quyền viết là B trừ A. Mà mình phải viết đúng theo thứ tự là A trừ B. Cho nên thầy mới lưu ý mình là cái chỗ cái hiệu á, là mình phải quan sát vào cái thứ tự ở chỗ đề bài cho. Người ta cho là A bình trừ B bình. Thì cái hiệu bắt buộc mình phải nhìn vô là A trừ B chứ không được viết là B trừ A. Lưu ý giúp thầy ha. Như vậy thì cái câu thứ thứ ba này nè, cái dòng này là sai. Được chưa? Mình lưu ý giúp thầy ha. Câu này là câu sai. Nhưng mà có cái câu thứ tư luôn đi. Ta hỏi về A bình trừ B bình, người ta cho mình là A cộng B nhân cho A trừ B. Thì câu này là đúng hay sai? Thì mình nhìn lại công thức gốc. Công thức gốc là A trừ B nhân A cộng B. Nhưng mà ở đây người ta lại cho là A cộng B nhân A trừ B. Thì mình nhớ là câu này vẫn đúng luôn. Lý do hai dấu ngoặc này đang làm bài toán nhân với nhau nè. Mà phép toán nhân có tính gia quán. Ha, phép toán nhân có tính gia quán. Như vậy thì mình muốn viết là hiệu nhân tổng hay là tổng nhân hiệu gì thì đều được. Được chưa? Trong cái bài toán này mình chỉ sợ duy nhất một chỗ là mình viết ngược cái thứ tự của hiệu mà thôi. Lưu ý giúp thầy ha. Sẽ có cái câu trắc nghiệm đúng sai hoặc là chọn câu đúng liên quan tới cái phần này. Bạn chú ý cái phần đó. Và mình có thể nhớ đơn giản là mình sẽ nhìn vào cái hiệu để làm chuẩn. Nha, nhìn vào cái hiệu để làm chuẩn. Rồi bây giờ thầy sẽ đi chứng minh cho mình ha. Thì để chứng minh cái bài này á thì mình thấy là cái vế bên trái là A bình trừ B bình thì mình không có biến đổi gì được. Cho nên thầy sẽ xuất phát từ vế bên phải. Tại vì thầy quan sát thấy vế bên phải nó đang là tích của hai đa thức A trừ B và là A cộng B. Mình dùng phép toán nhân đa thức ngày hôm trước, mình nhân vào để rút gọn. A nhân A là A bình nè. A nhân cộng B là cộng AB. Trừ B nhân A là trừ AB. Trừ B nhân cộng B là trừ B bình. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ đi đơn giản cái lượng cộng AB với trừ AB này đi. Thì mình sẽ còn lại là gì đây? A bình trừ cho B bình. Mà A bình trừ B bình nó chính là gì đây? Vế trái. Như vậy là mình sẽ đi chứng minh xong. Xuất phát từ một vế, biến đổi nó thành vế còn lại. Các bạn lưu ý cho thầy ha. Thầy nhắc đi nhắc lại cái bài toán chứng minh. Để sau này mình gặp cái bài toán chứng minh thì mình đừng có sợ. Cứ nhìn vào hai vế của cái đẳng thức người ta cho. Xuất phát từ bên trái hoặc bên phải gì đều được. Lưu ý ha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho mình làm cái bài tập vận dụng luôn. Ở đây mình có là x bình trừ cho 4. Bạn lưu ý nha. Ở đây mình có x bình trừ cho 4. Như vậy thì sẽ có rất nhiều bạn khi gặp cái ví dụ này thì sẽ bắt đầu bắt tay vô làm bài luôn và cho thầy cái kết quả là như vậy. X bình trừ 4 là viết thành x trừ 4
nhân cho x cộng 4. Đó, có rất nhiều bạn thậm chí lên tới lớp 9 rồi mà áp dụng vẫn quên. X bình trừ 4 thành x trừ 4 nhân x cộng 4. Nó sẽ sai. Lý do là mình muốn xài được cái hàng đẳng thức số 3 này thì bắt buộc là trong cái công thức là mình phải có hai cái bình phương. Bạn quan sát thấy không? Phải có hai cái bình phương. Nhưng mà trong cái bài tập này á là mình mới chỉ có một cái bình phương chỗ chữ x thôi. Còn số 4 của mình nó chưa có bình phương. Cho nên trước khi đưa về dạng tích thì mình phải chú ý là mình nhìn xem nó có dạng bình phương chưa. Nếu chưa thì mình sẽ đưa về x bình phương thì viết lại nè. Rồi chưa? Bây giờ chỗ số 4 á thầy hiểu là 2 đem đi bình phương lên. Tới đây xuất hiện hai cái bình phương rồi nè. Thì mình mới dùng cái hàng đẳng thức số 3 vào. Tức là mình viết được thành là x trừ 2 nhân cho x cộng 2. Các bạn lưu ý ha. Như vậy là ở cái câu ví dụ đầu tiên này, thầy đang sử dụng hàng đẳng thức số 3 này theo chiều từ trái sang phải. Thầy đang viết một biểu thức có dạng hiệu x bình trừ 4 thành dạng tích của hai biểu thức ha. Sử dụng công thức số 3 này theo chiều từ trái sang phải thì viết nó thành dạng tích được. Tức là từ x bình trừ 4 thì viết nó thành dạng tích của hai đa thức là x trừ 2 nhân x cộng 2. Lưu ý cho thầy cái chỗ này. Sau này mình sẽ có cái bài toán khó là phân tích cái đa thức thành dạng tích của những đa thức khác thì mình cũng sẽ vận dụng chỗ này. Lưu ý cái ví dụ ngày hôm nay nha. Rồi, mình còn một cái áp dụng ngược lại theo chiều từ phải sang trái. Đó là người ta có thể cho mình câu này. Thầy cho thêm một bài đây nha. Ví dụ người ta cho mình là 2x trừ 3 nhân cho 2x cộng 3. Nhìn giúp thầy nha. Thay vì gặp bài toán này ở ngày hôm trước thì mình sẽ làm bài toán gì đây? Nhân đa thức đúng không? Nhưng mà sau khi mình học cái hàng đẳng thức của cái bài này rồi, mình quan sát thấy hai cái đa thức mình cần nhân nó gần giống nhau. Nó chỉ khác ở chỗ một bên là tổng, một bên là hiệu thôi. Như vậy thì nó đã đúng cái công thức của hàng đẳng thức số 3 rồi. Mình sẽ đưa nó thành dạng là A bình trừ B bình là xong. Như vậy A và B trong cái bài toán này mình xác định lần lượt là 2x với lại số 3. Và nhớ là khi nhìn cái hạng thức số 3 này thì mình nhìn vào chỗ cái hiệu để lấy thứ tự cho thầy. Ha, nhìn vào chỗ cái hiệu để lấy thứ tự. Như vậy là thầy sẽ viết nó thành là A bình phương trừ cho B bình phương. Tính toán rất nhanh. 4x bình phương trừ 9. Được chưa? Không cần thiết phải nhân đa thức dài dòng. Nhưng chỉ áp dụng được khi mà nó đúng dạng hàng đẳng thức thôi. Chứ phải bài nào mình thấy hai đa thức nhân nhau mình cũng xài hạng thức số 3 nha. Phải đúng là tổng nhân hiệu mới được. Tổng với hiệu nó giống y chang nhau. Chỉ khác ở chỗ một bên là cộng, một bên là trừ thôi. Được chưa? Hồi nãy giờ thầy nhắc đi nhắc lại ở cái chỗ là phải nhìn vào thứ tự của hiệu. Lý do, thầy có cái bài tập sau đây nè. Cũng là một cái bài toán người ta cho hai đa thức nhân nhau. Mà người ta cho vậy. 3A trừ 2. Được chưa? Nhân cho 2 cộng 3. Ha, mình có là 3A trừ 2 nhân cho 2 cộng 3A. Như vậy thì mình phải nhìn nhanh cái chỗ cái tổng á. 2 cộng 3A. Nè, 3A trừ 2 không có gì nói rồi. Cái hiệu mình không đổi được. Nhưng mà cái tổng nó có tính giao quán. Cho nên là 2 cộng 3A thì nó cũng chính là gì vậy? 3A cộng 2. Được chưa? Như vậy thì sau này khi mình làm quen thuộc rồi thì cái chỗ cái bước mà mình đi hiểu là 2 cộng 3A này nè là 3A cộng 2 mình không cần ghi luôn. Được chưa? Mình không cần ghi cái bước này ra luôn. Vì mình ngầm hiểu phép toán cộng có tính giao quán. Cho nên mình lấy vào cái chỗ cái hiệu làm chuẩn. Lấy nó làm thứ tự luôn. Như vậy thì cái hiệu của mình là 3A trừ 2. Mình viết nó thành là 3A bình phương trừ cho 2 bình phương. Và mình viết thành là 9A bình phương trừ cho 4. Được chưa? Khi mình gặp cái dạng toán này, những lần sau mình có thể bỏ qua cái bước trung gian là đổi cái 2 cộng 3 thành 3 cộng 2. Và nhớ cái mẹo là mình nhìn vào cái hiệu để mà mình làm cái thứ tự cho đúng. Đứng trước dấu trừ là chữ A, đứng sau dấu trừ là chữ B để mình đưa về hạng thức cho đúng. Lưu ý ha, hạng thức số 3 này có cái nhiều cái vận dụng và rất là dễ nhầm cái chỗ mà cái hiệu A trừ B. Các bạn lưu ý giúp thầy chỗ đó. Sửa nhanh, mình có cái phần B là các dạng bài tập và phương pháp giải.
Thì cái dạng đầu tiên thì chia là thực hiện phép tính. Như vậy thì cái câu A ha, thầy cho là x cộng 1 tất cả bình. Thì mình xác định được cái công thức mình sẽ vận dụng ở đây là A cộng B tất cả bình. Đây mình sẽ vận dụng cái công thức là A cộng B tất cả bình. Ghi lại đây cho mấy bạn. Là A bình cộng 2AB cộng cho B bình. Được chưa? Như vậy thì mình nhìn vô đây mình xác định trước dấu cộng là chữ A, sau dấu cộng là chữ B. Mình có A là x, B là 1. Thì mình sẽ viết nè. A bình phương cộng 2 lần AB cộng cho B bình. Viết cho gọn lại x bình cộng cho 2x cộng cho 1. Được chưa? Bình thường ha. Câu B. 2x trừ 1 tất cả bình. Thì mình xài cái công thức giống với công thức đầu tiên nhưng mà khác ở chỗ dấu trừ thôi. Là gì đây? A trừ B tất cả bình. A bình trừ 2AB cộng cho B bình. Được chưa? Như vậy thì trước dấu trừ là chữ A, sau dấu trừ là chữ B. Mình sẽ viết cái câu B nó thành như vậy. A của mình nó đang là 2x. Như vậy thì A bình phương là 2x bình phương. Nhưng mà cái chỗ này nè, nếu mà mình bỏ quên cái dấu ngoặc này đi là mình sẽ sai. Vì A là 2x mà A bình tức là 2x tất cả bình, không được bỏ dấu ngoặc nha. Tiếp tục trừ cho 2 lần AB trừ cho 2 nè. A là 2x nè. B là 1 nè. Cộng cho B bình là 1 bình. Sau đó mình mới đi tính toán nè. 2x tất cả bình là mình ra 4x bình phương. Được chưa? Hồi nãy mà mình bỏ quên dấu ngoặc á là coi như mình sẽ ra có 2x bình thôi, nó sẽ sai. Trừ cho 4x cộng cho 1. Được chưa? Tới cái câu C. Câu C là cái hằng đẳng thức ban nãy nhưng mà mình làm theo chiều ngược lại. Tức là mình có gì? A trừ B mà nhân cho A cộng B. Thì mình có thể viết nó thành dạng là A bình trừ cho B bình. Như vậy thì với cái câu C này nè, nãy thầy có dạy mình cái câu cuối cùng đó, là cái chỗ mà 3A trừ 2 nhân 2 cộng 3A đó, là khi mà mình nhẩm thấy là nó đúng công thức hằng đẳng thức số 3 rồi thì mình có thể không cần viết trung gian. Nhìn vô đây cho thầy nè. Ở đây người ta viết là 3 cộng x, nhưng mà phép toán cộng có tính giao quán thì 3 cộng x với x cộng 3 là như nhau. Cho nên mình sẽ nhìn vào cái chỗ của hiệu để mình viết cái thứ tự cho đúng. Thì ở đây nó sẽ là x bình phương trừ cho 3 bình phương. Mình không được viết là 3 bình trừ x bình, nó sẽ bị sai nha. Rút gọn x bình trừ cho 9. Được chưa? Thầy làm thêm câu D. Sau đó ví dụ 2 mấy bạn sẽ thực hiện nha. Câu D nha. Câu D nhìn vô thấy là hai biểu thức cộng lại bình phương. Như vậy thì mình sẽ vận dụng hạng thức thứ nhất. A cộng B tất cả bình. Được chưa? Như vậy thì ở đây chữ x bình phương nó sẽ đóng vai trò của chữ A. Số 2 đóng vai trò của chữ B. Trước dấu cộng là A, sau dấu cộng là B. Như vậy thì mình sẽ có gì đây? A bình phương. Đây, cái này là A nè. Đem đi bình phương lên nè. Cộng cho 2 lần AB. 2 nè. Nhân A nè. Nhân B nè. Cộng cho B bình phương. Được không? Mình chỉ cần thuộc công thức, xác định đúng cái nào là A, cái nào là B thì mình sẽ tính toán nó chính xác thôi. Giờ mình tính x mũ 2 mà mũ 2 lên là x mũ 2 nhân 2 tức là x mũ 4. Ở chính giữa 4x bình phương cuối cùng là 4. Được chưa? Như vậy là ở cái bài đầu tiên này thầy nhắc lại công thức, thầy chỉ cho mình cách vận dụng, mình cố gắng sửa cho thầy cái ví dụ 1 này vô, rồi sau đó tự làm cho thầy ví dụ 2 ha. Rồi bây giờ thầy sửa ví dụ 2 ha. Với câu A mình sẽ coi đi trước dấu cộng là chữ A. Như vậy thì mình sẽ có gì đây? A cộng B tất cả bình. Mình viết thành là A bình tức là 2x tất cả bình cộng cho 2AB
tức là 2x nhân cho 3y cộng cho b bình, tức là 3y tất cả bình. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ có gì đây? 4x bình cộng cho 12xy cộng cho 9y bình phương. Được chưa? Khi mà mình biến đổi đầy đủ thì mình phải nhớ là có dấu ngoặc. Nếu mấy bạn quên hai cái dấu ngoặc ở chỗ mà 2x với lại 3y dấu bình phương á thì mình không ra được số 4 với số 9 nha. Rồi, câu B. Trước dấu trừ là A, sau dấu trừ là B, thì mình sẽ có là A bình phương trừ 2 lần AB cộng cho B bình phương. Nhớ nha, ở phía sau lúc nào cũng là dấu cộng. Cộng cho B bình phương bằng x bình y bình trừ cho 6xy cộng cho 9. Tiếp tục ha. Câu C là dùng hạng thức số 3. A trừ B nhân A cộng B viết thành A bình phương trừ cho B bình. Như vậy thì mình sẽ có là 4 x bình y bình trừ cho 1. Mình nhìn vào cái hiệu để mà làm chuẩn ha. Thì làm luôn câu D. Bây giờ câu D á, mình sẽ có 3 biểu thức nhân nhau. Số 2 nè. Nhân cho đa thức thứ nhất nè. Rồi sau đó nhân tiếp cho đa thức thứ thứ hai nè. Như vậy thì ở đây mình sẽ lấy số 2. Thầy nhân vô cái đa thức đầu tiên trước. Thầy sẽ có nha. Lấy hai cái đầu mình nhân lại với nhau. 2 nhân 1 phần 2 thì mình ra 1. Như vậy là thầy sẽ còn lại là x bình. 2 mà nhân cho y thì có là cộng 2y. Ở phía sau thầy còn lại là x bình trừ 2y. Khi mình nhân xong rồi mình sẽ thấy xuất hiện cái dạng của hạng thức số 3. Ha. Xuất hiện cái dạng của hạng thức số 3. Mình chỉ cần áp dụng hạng thức số 3 vô là xong. A bình phương trừ cho B bình phương. Được chưa? Mình sẽ ra được là x mũ 4 trừ cho 4 y bình phương. Như vậy thì nhìn cái câu D có vẻ là khó, nhưng mà thực chất mình sẽ làm được khi mà mình nhân hai cái đa thức đầu tiên vào, sau đó nó xuất hiện được dạng hạng thức số 3. Được chưa? Các bạn kiểm tra lại coi mình có sai sót chỗ nào thì mình sẽ sửa nhanh ha. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho mình cái ví dụ 3. Ví dụ 3 này cũng là một bài khá khó nha. Trên lớp là thông thường khi thầy cô dạy tới cái nội dung này á là mình sẽ có cái bài kiểu như vậy để về nhà. Cho nên mình cố gắng là mình phân tích trước ngay từ thời điểm này. Mai mốt thực hiện thì nó sẽ dễ hơn. Câu này thì hơi khó cho nên thầy sẽ phân tích với mấy bạn. Bây giờ mình học cái công thức của hạng thức số 1 với số 2 á thì người ta chỉ cho mình có hai hạng tử thôi, hoặc là a cộng b hoặc là a trừ b. Nhưng mà ở đây người ta lại kêu mình khai triển một cái biểu thức ở dạng bình phương nhưng mà có ba hạng tử. Thí dụ như câu đầu tiên là x cộng y cộng z. Câu thứ hai thì là a trừ b trừ c. Như vậy thì để vận dụng được cái hạng đẳng thức á thì mình sẽ biến đổi theo hơi khác chút xíu là mình sẽ ra được hạng thức thôi. Ví dụ đây nha. Thay vì mình lấy x cộng y cộng z tất cả bình, thầy sẽ hiểu như vậy. Thầy sẽ hiểu là x cộng y của thầy á là một nhóm. Cái nhóm này nè, nó mới làm cái bài toán cộng với chữ z. Sau đó mình đem đi mũ 2 lên. Được chưa? Như vậy thì ở cái thời điểm này, cái cộng x cộng y này nè, nó sẽ đóng vai trò của chữ A. Được chưa? Và z này nè, đóng vai trò của chữ B. Thì mình có là A cộng B tất cả bình. Được chưa? Thì mình sẽ viết nó thành là gì đây? A bình phương. Ha, mình đọc công thức A cộng B tất cả bình nhẩm trong đầu. A bình phương cộng cho 2 lần AB. A là x cộng y nè. B là z nè. Cộng cho B bình là z bình. Được chưa? Sau đó thì mình
Muốn rút gọn được thì mình phải tiếp tục mình giải quyết cái bài toán này. X cộng y tất cả bình lại là hạng thức thứ nhất. A cộng b tất cả bình thành a bình cộng 2ab cộng cho b bình. Được chưa? Phần thứ hai nguyên cái cụm này là bài toán nhân. Đúng chưa? Như vậy thì thầy hiểu là thầy lấy số 2, thầy nhân cho dách trước thì thầy ra là hai dách. Sau đó thầy mới lấy hai dách này nè, thầy nhân vô cái tổng x cộng y thì thầy sẽ có hai dách nhân x là 2x dách. Được chưa? Hai dách mà nhân cho y là hai lần y dách. Này ha, cuối cùng là dách bình phương. Được chưa? Tới đây là xong. Nhưng mà thông thường thì có thể là người ta sắp xếp như vậy. Đây, y bình, dách bình. Đó, tất cả bình phương gom lại chỗ. Phía sau mình có cái tích 2xy, 2y dách, cộng 2 là x dách. Được chưa? Câu này là câu khó nha. Như vậy thì thầy sẽ làm thử cái phần đầu của cái câu B. Rồi sau đó mấy bạn thử thực hiện cái bước sau nha. Ở câu B á, thầy cũng gom là A trừ B á, là một nhóm. Rồi mới đem trừ cho C. Bình phương lên. Khi đó thì cái thằng này nè, nó đang đóng vai trò của chữ A. Rồi C của mình nè, đóng vai trò của B. Thì mình có hạng đẳng thức mình phải sử dụng ở đây là A trừ B. Tất cả bình. Các bạn thử sửa câu A xong, tương tự như vậy thực hiện câu B cho thầy nha. Bây giờ mình làm tiếp nha. A trừ B tất cả bình. Thì mình sẽ có đây. A bình phương. Chờ, A bình phương. Trừ 2 lần AB. Tức là A trừ B nhân 2 nhân C. Cộng cho B bình phương, tức là C bình. Bắt đầu. Ở đây mình xuất hiện tiếp là A trừ B bình nè. Được chưa? Thuần công thức hạng thức luôn. A bình trừ 2AB cộng cho B bình. Ở phía sau, thầy sẽ kết hợp thầy nhân trừ 2 này nè. Với lại chữ C trước. Rồi bắt đầu thầy mới nhân phân phối vô. Thầy nhẩm là trừ 2C nhân A. Tức là trừ 2 lần AC. Được chưa? Trừ 2C nhân trừ B. Trừ nhân trừ thành cộng. Rồi ha, cuối cùng là C bình phương. Như vậy thầy sẽ sắp xếp lại. A bình nè, B bình nè, C bình nè. Rồi, trừ 2AB, trừ 2AC, cộng 2 lần BC. Mục đích mà thầy sắp xếp hai cái kết quả này lại với nhau, để thầy chỉ cho mấy bạn cái cách mấy bạn có thể ghi nhớ được luôn hai cái công thức này. Ha, cái cách để mình có thể ghi nhớ được cái công thức dạng có ba hạng tử như vậy. Cách ghi nhớ nha. Bây giờ mấy bạn nhìn cho thầy nha. Ở đây người ta cho mình ba hạng tử. Để thầy lấy thêm một màu nữa đi. Đây, mình sẽ có ba hạng tử. Hạng tử thứ nhất là chữ A nè. Nhìn vô câu B này đi. Hạng tử thứ nhất là chữ A mang dấu cộng. Cái thứ hai là B mang dấu trừ. Cái thứ ba là C mang dấu trừ. Thì để khai triển cái dạng biểu thức bình phương này mình sẽ nhớ. Ở đây mình có ba hạng tử đúng không? Đầu tiên mình sẽ lấy ba hạng tử. Mỗi cái đem đi bình phương lên cộng lại. Được chưa? Lấy chữ A, chữ B, chữ C ra cái dấu cái gì kệ đó. Mỗi cái bình phương lên cộng lại là mình có A cộng B cộng C. Được chưa? Ba hạng tử phía sau. Ba hạng tử phía sau mình thấy nó có một cái điểm chung là gì? Là tích của hai hạng tử thêm số 2 phía trước. Còn cái dấu á, chính là dấu của hai cái hạng tử đó nhân luôn. Kiểm tra lại nha. Bây giờ cái chỗ này nè. Cái chỗ mà trừ 2 là A nhân B nè. Các bạn kiểm tra lại giúp thầy coi có phải là mình lấy A nhân với B là mình có AB đúng không? Cái dấu cộng nhân trừ là trừ. Đây. Cộng nhân trừ thành trừ và thêm số 2 phía trước. Tương tự như vậy, chỗ vị trí của thằng AC. Kiểm tra giúp thầy coi chỗ vị trí của thằng AC có phải là lấy A nhân C nhân thêm dấu cộng nhân trừ thì cũng thành gì? Thành trừ. Vị trí cuối cùng là chỗ vị trí của B nhân C. Mấy bạn nhìn thử coi. B mang dấu trừ, C mang dấu trừ. Như vậy thì trừ nhân trừ thành cộng. Mình ghi thêm số 2 nữa mình có cộng 2BC. Được chưa?
người ta kêu mình khai triển, người ta kêu mình chứng minh là mình phải làm như vậy. Nhưng nếu như mình cần làm cái gì đó, mình ghi nhanh kết quả, mình có thể nhẩm như vậy. Bây giờ thử tập nhẩm với thầy cái câu C nha. Giờ thầy cho thêm cái câu C, thầy sẽ nhẩm với mấy bạn nè. Giờ người ta cho mình cái biểu thức C của mình á, sẽ là x nè, cộng y nè, trừ z nha, bình phương. Bây giờ bắt đầu nè, theo cái quy tắc mà mình vừa rút ra, mình sẽ có cái kết quả luôn mà không cần khai triển nha. Cái này là mình chỉ dùng khi mà mình cần kết quả, chứ nếu mà vô cái bài toán làm là mình phải làm đàng hoàng giống như nãy giờ nha. Thầy chỉ cho mình cái cách ghi nhớ kết quả cuối cùng thôi. Mình sẽ lấy ba hạng tử này, mình bình phương lên, cộng lại x bình nè, cộng y bình nè, cộng z bình nè, được chưa? Sau đó mình đi kết hợp nè, x với y đều mang dấu cộng thì mình sẽ ghi là cộng 2xy, được chưa? Bây giờ x thầy đi kết hợp với z nè, x dấu cộng, z dấu trừ, cộng dân trừ thành trừ, thầy sẽ ghi là trừ 2xz. Rồi ha, cuối cùng mình còn hai thằng đứng kế bên là y với z, y dấu cộng, z dấu trừ, thì kết hợp cộng nhân trừ thành trừ thì có trừ 2 lần y z. Được chưa? Bạn nào không tin kết quả này, thử thực hiện lại bài toán phân tích giống như nãy giờ mình làm. Khai triển ra thì sẽ ra được kết quả này. Đây là một cái mẹo để mà mình ghi nhớ. Các bạn lưu